Ngoài vlog ra thì em còn làm gì nữa không? Bên cạnh việc làm vlog thì thỉnh thoảng em cũng kiểu thích tụ tập với bạn bè để thực hiện mấy cái dự án, những cái dự án kiểu vui vui như là kiểu sitcom, phim tài liệu này, hoặc là video hài hước, hoặc là hát cover. Mối quan hệ tình cảm của em với bạn gái hiện giờ là như thế nào? Bọn em vẫn bình thường thôi ạ. Nói chung hiện tại thì kiểu cả hai đều cố gắng để có thể giữ được cái mối quan hệ được lâu dài và bền vững. Để xem hỏi gì nữa nhỉ. Trong này hơi nóng quá. Em bỏ cái cổ ra một chút. Báo lá cải nghĩa là gì? Định nghĩa, báo lá cải là một loại báo mà người ta thường hay đặt trong nhà vệ sinh để đọc giải trí. Vì đặc điểm tính chất lá cải rất to, dày và mềm nên báo lá cải thường xuyên được sử dụng để thay thế trong trường hợp hết giấy vệ sinh. Những người làm việc cho báo lá cải thì thường tự cho mình là những nhà báo, phóng viên đích thực. Nhưng mà theo mình thấy thì nói như thế thật quá bằng bôi nhọ ngành báo chí. Thế nên sau một thời gian dài bỏ công sức suy nghĩ thì cuối cùng mình cũng đã nghĩ ra được một cái tên rất phù hợp dành cho những người này. Và chúng ta có thể gọi họ là nhổn làm viên. Định nghĩa, nhổn làm viên là những người không có bằng cấp, rất ít kỹ năng, chuyên môn viết báo, nhưng chuyên đi hóng hớt, giật tít, viết nhảm để kiếm tiền và không bao giờ dám chịu trách nhiệm với những gì mình viết. Chức năng của báo lá cải nói chung và những nhổn làm viên này nói riêng đều là chuyên đi lê la, moi móc, soi mói đời tư người khác, đăng những tin lộ hàng, phát ngôn gây sốc, những tin dạng cướp hiếp giết tràn lan và giật tít được càng nhiều càng tốt để câu view từ người xem. Như cái vụ Yandy với Andrea ấy, thực chất thì sự việc nó có cái gì đâu. Các bạn muốn biết sự thật là nó như thế nào không? Uầy, anh ơi, đây là hàng trống à? Sao không thấy bán trống nhỉ? Em hỏi ngu thế, sao anh biết được? Tưởng thế nào, hóa dạng ngu đến nhau. Trời ạ. Ờ, sao đây? Em bị chuột rút, đau quá. Cái gì? Chuột rút á? Ôi chết Duy, làm sao bây giờ? Đau quá. Ôi chết mẹ, ra giữ tóc em, ra giữ tóc em. Ôi giời ơi. Thế này thì khi nào cũng được đi về. Định ngồi đây ăn vạ à? Đau. Bảo rồi. Mày tưởng mày là tây thì mày không bị chuột rút à? Cái kiểu viết bài của báo lá cải mang tính rất chộp giật, rẻ tiền và không có cơ sở. Chỉ cần ngồi chăm chỉ xem soi Facebook, xong rồi thấy cái gì hay thì chụp lại màn hình đăng lên, kèm thêm mấy cái lời bình luận vớ va vớ vẩn ở đâu đấy của những ai đó không liên quan hoặc là của bản thân. Thế là thành một bài viết hoàn chỉnh và chất lượng đấy. Thì cứ phải gọi là bố của chất mẹ nó lượng. Anh cảm thấy thế nào về cái status này? Tôi thấy đây là một cái status rất sâu sắc và nó thể hiện một cái nỗi buồn cực kỳ to lớn của JV trong lúc này, khi mà có lẽ là bạn ý đang xa người yêu chăng? Tuy nhiên, cái sự sai lầm của JV ở đây chính là liên tục đặt ra những cái câu hỏi hóc búa như đời là gì, tình là gì, mang tính thách đố dân FA. Thế nên nói chung là undercover JV. Tôi thì tôi rất bức xúc với thái độ của những bạn trẻ dỗi hơi. Người ta up cái gì cũng suốt ngày chực chờ để vào buông những câu đá đều cạnh khoe rẻ tiền. Các bạn nên tìm việc gì đó có ích cho xã hội mà làm. Tất cả những cái việc này thực chất cũng chỉ do mấy cái tờ báo lá cải suốt ngày moi móc chuyện người khác ra để trục lợi. Bởi vì nó... Được rồi, cảm ơn hai anh. Một cái tiêu cực nữa mà có lẽ chỉ tồn tại ở mỗi báo lá cải của Việt Nam, đó là cái việc mua bài PR bản thân theo cái kiểu mà nó như thế này này. Ok chưa? Thế bây giờ đứng đâu nữa? Chỗ kia nhá. Hay là bây giờ đứng một phía nhìn ra hồ, xong rồi kiểu suy tư này. Đi chùa là thành tâm thành tiếp. Em lấy góc này đẹp này. Mặt chị đấy, phía bên này. Đấy, rồi ok nhá.
Ok chưa? Đủ ảnh để về viết báo chưa? Rồi, ok. Khi bạn đọc một bài viết thì bạn chỉ cần để ý đến tên tác giả. Ở nước ngoài, đối với một tờ báo uy tín thì tất cả những tác giả khi viết đều phải có một mục trích dẫn nhỏ, tiểu sử bản thân, ví dụ như là tên tuổi, bằng cấp, nghề nghiệp, vị trí viết bài, vân vân. Như vậy thì người đọc sẽ biết là cái bài viết này là góc nhìn của một người viết như thế nào. Còn ở Việt Nam thì phải đến 99% những bài viết đều chỉ gọn gọn ghi được cái tên người viết. Tức là ví dụ mình viết một bài này, xong rồi mình để một cái tên linh tinh khác, ví dụ như là Trần Đức Nam chẳng hạn, thì cũng chả có vấn đề gì cả. Tức là tất cả những bài viết này đều không có nhiều cơ sở. Và những cái nhổn làm viên viết những bài này thì đều thuộc dạng mà không dám chịu trách nhiệm đối với những gì mình viết ra. Nói đến những nhổn làm viên của các báo lá cải thì đa phần những cái thể loại này đều không có bằng cấp, trình độ viết báo chuyên môn không hề có hoặc rất ít, không được đào tạo các kỹ năng cơ bản, và kể cả có bằng cấp ấy thì cũng toàn bằng cấp của những cái ngành mà kiểu chả liên quan đéo gì đến cái nghề làm báo cả. Những cái bài báo lá cải theo kiểu ai viết cũng được, không rõ nguồn gốc. Vậy thì đọc những cái bài viết như vậy được viết từ những nhổn làm viên, trình độ chuyên môn không có, bằng cấp không có và không dám chịu trách nhiệm đối với những gì mình viết thì liệu có đáng tin không? Nói thật nhá, không tin ấy, cũng đéo ai quan tâm đâu. Hả? Viết bài thì điều đáng quan tâm nhất là bài viết phải tin cậy, mà sao lại bảo không quan tâm ạ? Có ai biết chị là ai đâu em. Mình thích viết chuyên tạc gì thì viết ấy. Xong rồi đến lúc đăng thì cần lấy mấy cái tên linh tinh, hoặc là cứ ghi theo kiểu theo một cái nguồn nào đấy là xong rồi. Bọn chúng nó, bọn người đọc, chúng nó ngu lắm. Chúng nó đọc bài có bao giờ biết kiểm chứng đúng hay sai đâu. Còn chúng nó không tin ấy, thì cũng đéo ai quan tâm. Bởi vì chúng nó click vào link rồi, chả cần đọc hay không ấy, thì chúng nó cũng tăng view cho bọn chị rồi. Còn đọc xong mà muốn chửi thì chửi ai? Chửi người viết á? Người viết thực sự là ai? Chúng nó biết đéo được mà chửi. Đúng vậy đấy, mục đích chính của những báo lá cải thực ra chỉ là lợi nhuận đến từ những cái lượt truy cập của các bạn. Thế nên thực sự là các nhổn làm viên này bọn nó không hề quan tâm là các bạn phản ứng ra sao đối với bài viết của bọn nó, và bọn nó chỉ quan tâm là có bao nhiêu người click vào cái bài viết đó thôi. Chính vì thế mà từ trước đến nay bọn nó rất coi thường mọi người. Mình đã từng gặp rất nhiều nhổn làm viên của các báo lá cải và đều có một ấn tượng chung là hình như các bạn ý cứ tưởng là các bạn ý cao sang với quyền lực vãi cả đấy. Trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu ấy, thì chị cũng chỉ có đôi lời muốn nói với em thế này. Đó là cái tờ báo của bọn chị ấy là một cái tờ báo rất là lớn, có uy tín rất cao và hàng trăm triệu người đọc. Thế nên em cần phải thấy là cái việc mà em lên báo của bọn chị này này là em phải thấy là em may mắn, vinh dự cho em thế nào, em hiểu không? Thế nên em mà không biết điều ấy thì bọn chị chỉ cần một bài báo thôi, một bài viết thôi, chả cần biết là nội dung nó đúng hay sai nhá, là độc giả của bọn chị sẽ cho em ăn gạch ngay, em hiểu không? Hiểu hiểu cái. Như kiểu báo lá cải mà nó nghĩ là bọn nó đang điều khiển chúng ta ấy. Bọn nó nghĩ chúng mình chỉ toàn là những đứa không có chứng kiến, không có quan điểm, mà chỉ thấy những cái gì bọn nó viết, bọn nó đưa lên mạng là hùa vào buôn chuyện tán phét để bọn nó chuộc lợi. Nhưng mà báo lá cải không hiểu một điều rằng là thực chất ấy thì nó cũng chỉ như website vậy. Ừ thì xem sách giải trí hấp dẫn người xem đấy, nhưng mà ai cũng biết rằng là nó cũng chỉ ở cái mức độ tầm thường như thế mà thôi, chứ không phải là cao sang có học như các báo lầm tưởng đâu nha. Báo lá cải nên nhớ một điều rằng là dù có làm gì nữa ấy, thì cái bản chất chụp giật rẻ tiền chạy theo lợi nhuận nó cũng không biến mất đâu. Có ít tiền hay nhiều tiền thì người ta vẫn khinh thôi. Nói chung qua vlog này mình chỉ muốn nói một điều rằng cái việc chọn đọc báo nào thường xuyên có ảnh hưởng rất nhiều đến cách suy nghĩ của một người. Thế nên hãy cố gắng tạo cho mình một cái thói quen đọc một cái gì đấy mà có ảnh hưởng tích cực và giúp bạn sống tốt hơn. Nam thanh niên bị người yêu đâm chết vì không chịu rửa bát. Vãn!